Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2021. Quý vị ơi, trong cái video này Ngọc xin chia sẻ một số cái lệnh mới nhất chúng ta cần lưu ý nếu như chúng ta từ những nước khác vào Mỹ, và Ngọc xin cập nhật một số cái điều liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp. Những cái ca nhiễm Omicron hiện giờ đã xuất hiện rất nhiều các quốc gia trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ thì đã có một danh sách của 16 tiểu bang có cái con chuẩn biến thể mới nhất của con COVID-19 Omicron. Thì quý vị đừng quá chủ quan quý vị nha. Chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị và cẩn thận. Dĩ nhiên là người ta kêu gọi chúng ta đừng có nên panic hoảng loạn, nhưng mà thật là cẩn thận quý vị ơi. Thì ở đây Omicron đã xuất hiện ở rất là nhiều các quốc gia khác nhau. Thì ở đây Ngọc xin lưu ý những cái quốc gia này. Đây là cái quốc gia mà họ nêu tên rồi quý vị nha, đã xác nhận rồi. Và đây là cái bản đồ, nhưng mà cái bản đồ này được đưa lên với cái dữ liệu từ ngày kể tính đến ngày 2 tây tháng 12, bây giờ là ngày 6 tây tháng 12 rồi. Thì Ngọc có cập nhật một cái danh sách. Thái Lan cũng có nè, Fiji có nè, Argentina có nè, Nga, Hồng Kông có, Nam Phi có, rồi Ấn Độ, Netherlands, không biết Netherlands là Phần Lan hả quý vị? Hồng Kông có nè, Bỉ có nè, Israel có nè, Anh nè, Đức nè, Úc nè, rồi Ý nè, rồi Đan Mạch nè, Canada, Thụy Sĩ, rồi Thụy Điển, rồi Tây Ban Nha, rồi Nhật, đó, châu Á thì có Nhật, Thái Lan, Hồng Kông, đó, rồi Pháp cũng có, Nam Hàn cũng có nè, Brazil có nè, Norway có nè, Mỹ nè, đó. Ở Mỹ thì hiện giờ đã có mặt ở 16 tiểu bang, và theo tờ báo Reuters thì người ta liệt kê 16 tiểu bang sau đây. Tiểu bang đầu tiên có cái ca nhiễm đầu tiên của nước Mỹ á, là tiểu bang California, một người đã từ Nam Phi quay trở về, nhưng mà người này cũng đã chích đủ 2 liều rồi vẫn bị Omicron. Và Ngọc gọi là Omicron nhưng mà nhiều bài báo họ gọi là Omicron quý vị. Nói chung là cái con này ha, Omicron. Thì California là một nè, tiểu bang thứ hai là Colorado, thứ ba là Connecticut, Hawaii, Louisiana, Maryland. Maryland là giáp ranh với tiểu bang Ngọc và đã có cái xuất hiện cái này, và Maryland cũng gần thủ phủ Washington DC, gần Quốc hội Mỹ rồi đó. Rồi Massachusetts, Minnesota cũng có, Missouri có, Nebraska có nè, New Jersey, New York. New York thì hôm bữa trước là đã có một cái convention, một cái cuộc hội nghị rất là lớn, có khoảng là 50.000 người tham dự và đã xác nhận là 5 ca nhiễm. Thì không biết là hiện giờ có cái số liệu cụ thể là bao nhiêu, nhưng mà quý vị tưởng tượng đi, một cái convention như vậy, nó lớn như vậy và có thể là rất là nhiều người tiếp xúc với những cái ca nhiễm này. Pennsylvania, Utah cũng có, Washington State cũng có và Wisconsin cũng có. Thì ở đây Ngọc thấy rằng là DC chưa có, Virginia chưa có, những cái nơi gần gần của Ngọc, Delaware thì cũng không có thấy liệt kê nè. Đó. New York thì có rồi quý vị ha. Texas thì không thấy nè. Florida cũng không thấy liệt kê trong này nè. Đó, thì đó là rất là nhiều người Việt ở những cái tiểu bang này. Thì ở đây Ngọc xin lưu ý quý vị một chút xíu về những cái yêu cầu mới nhất và có hiệu lực kể từ ngày hôm nay là ngày 6 tây tháng 12 năm 2021. Khi chúng ta nhập cảnh vào Mỹ thì chúng ta đặc biệt chú ý những cái yêu cầu này, nếu không người ta không cho mình lên máy bay là rất là cực nha quý vị nha. Ở đây quý vị phải có một cái kết quả âm tính một ngày trước khi quý vị lên máy bay. Ngọc đưa ra ví dụ cụ thể là hôm bữa trước á, là người ta yêu cầu mình có cái kết quả âm tính là 3 ngày trước ngày lên máy bay, nhưng mà bây giờ người ta đổi lại rồi, còn một ngày thôi quý vị nha, và có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, ngày 6 tây tháng 12 năm 2021. Thì ở đây ví dụ như thứ ba quý vị lên máy bay thì thứ hai quý vị phải có cái kết quả xét nghiệm âm tính, hoặc là thứ sáu quý vị lên máy bay thì thứ năm quý vị phải có cái kết quả xét nghiệm âm tính. Người ta không có đưa ra cụ thể là phải trong vòng 24 tiếng đồng hồ, vân vân, cứ cứ một ngày sau đó ha là quý vị có thể lên máy bay được. Thì ở đây có một cái trường hợp đặt ra là nếu như mà mình vừa mới hồi phục lại, vừa mới bị COVID và mình mới hồi phục, thì trong khoảng thời gian là 90 ngày thì người ta
cho mình lên máy bay quý vị nha. Thì đó là cái trường hợp ngoại lệ. Ở đây cái câu hỏi được đặt ra, ví dụ như là mình là công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ, có thẻ xanh Mỹ, mình chích đủ 2 liều rồi thì cái quy định này có áp dụng cho mình hay không? Thì ở đây người ta trả lời là yes, cái lệnh này sẽ áp dụng cho tất cả các hành khách 2 tuổi trở lên. Tức là 2 tuổi là áp dụng, 1 tuổi thì không cần ha. 2 tuổi trở lên khi mà nhập cảnh vào Mỹ, bao gồm có công dân Mỹ, thường trú nhân ở Mỹ có thẻ xanh hay là người có quốc tịch nước ngoài đều phải áp dụng cái quy định này, phải có kết quả âm tính 1 ngày trước khi mà quý vị lên máy bay. Cho nên là quý vị lưu ý nha, khi mà chúng ta quay trở lại Mỹ thì chúng ta đặc biệt lưu ý cái hiệu lực của cái lệnh này có kể từ ngày nay. 2 tuổi trở lên là bắt buộc phải áp dụng quý vị nha. Hiện giờ ở Ý thì sao? Ở Ý thì người ta có ban hành một cái thẻ người ta gọi là Super Green Pass, một cái thẻ là cực kỳ xanh luôn chứ không phải là thẻ xanh nữa quý vị. Một cái thẻ này người ta yêu cầu là phải chích đủ liều, fully vaccinated, phải chích đủ liều, hoặc là mới vừa bị Covid xong và đã phục hồi rồi, tức là kháng thể của mình trong cơ thể của mình đã có cái kháng thể rồi đó quý vị. Thì khi mà quý vị vào các nơi sau đây thì quý vị bắt buộc phải có cái thẻ Super Green Pass. Đó, người ta phân biệt là Super Green Pass nó khác với Green Pass. Green Pass á, Green Pass là cái tạm gọi là cái thẻ xanh ha. Thì quý vị chỉ cần là có cái kết quả xét nghiệm âm tính là có cái Green Pass rồi, nhưng mà Super Green Pass là người ta bỏ qua cái đoạn đó. Thì bây giờ nếu như quý vị vào quán bar, vào nhà hàng, vào rạp chiếu phim, vào những cái nơi nào mà nó kín, nó trong nhà nó kín, nó không có thoáng đó, thì người ta yêu cầu mình có cái thẻ Super Green Pass, cái thẻ cực kỳ xanh quý vị ha, chứ không phải là thẻ xanh nữa. Ở Mỹ thì hiện giờ cái tỷ lệ vaccine là theo cái con số người ta nói rằng là đầy chích fully vaccinated là 59.6%, như vậy thì cũng chưa có được 75%, chưa được 70% quý vị. Cho nên là hiện giờ có rất là nhiều nơi người ta bắt buộc phải tiêm chích vaccine. Và xin lỗi, không phải là bây giờ bắt buộc tiêm chích vaccine á, thì thường thường là dành cho những người mà họ làm việc với chính phủ, government workers vân vân, làm cho tiểu bang, làm cho địa phương, làm cho chính phủ vân vân. Nhưng mà hiện giờ có một nơi đó là thành phố New York, New York City. New York City thì họ yêu cầu là New York City là hiện giờ giống như là một cái thành phố mà lần là cái nơi đầu tiên ở Mỹ người ta yêu cầu là phải chích vaccine. Mặc dù quý vị làm cho những công ty tư nhân, những cái private sector thì cũng phải chích vaccine, chứ không cần là quý vị phải làm cho government hay là chính phủ hay là local vân vân, không cần quý vị nha. Làm tư nhân cũng phải chích vaccine và cái lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 27 tây tháng 12. Cái testing weekly, mỗi tuần phải test, cái option đó không có nữa. Hiện giờ người ta yêu cầu là phải chích vaccine. Và những trẻ em mà ở độ tuổi từ 12 tuổi trở lên á, thì kể từ ngày 27 tháng 12 thì phải có đầy đủ 2 liều. Còn những em mà từ 5 đến 11 tuổi á, thì đến ngày 14 tây tháng 12 thì những em này cần phải có cái chứng minh là phải chích một liều, ít nhất một liều. Đó, quý vị thấy rằng đây là một trong những cái nơi New York City họ áp dụng đầu tiên luôn, tại vì hiện giờ những cái công ty tư nhân á, thì có thể là họ sẽ kiện, họ không có để như vậy đâu, nhưng mà đó là cái lệnh của thị trưởng của thành phố New York, thì nếu như mà họ kiện lên tòa thì người ta phục vụ thôi, nhưng mà hiện giờ cái lệnh là như vậy và cái lệnh này đã được thông báo vào ngày hôm nay quý vị nha. Và hiện giờ có một số cái tiểu bang họ nói rằng á là cái trường hợp mà mình bị sa thải vì mình không có chích vaccine theo như cái yêu cầu của cái nơi làm của mình thì mình cũng có thể xin tiền trợ cấp thất nghiệp nếu như mình đủ những cái điều kiện kia. Thì ở đây người ta nói rằng 4 cái tiểu bang này sẽ tiếp tục cho bạn tiền trợ cấp thất nghiệp nếu như mà bạn bị sa thải vì không có chích vaccine. Thì ở đây á, những cái nơi này đó là tiểu bang Florida nè, Iowa nè, Tennessee nè,
Kansas là có thống đốc là đảng dân chủ nhưng mà cũng áp dụng cái điều này. Tennessee nè, Kansas đó. Rồi bây giờ ở Mỹ đó quý vị, thì hiện giờ cái tỷ lệ thất nghiệp là nó giảm xuống còn 4.2 thôi, là rất là mừng cho cái điều này. Cứ mỗi lần mỗi tháng nó giảm là mừng rồi. Nhưng mà cái số người xin tiền trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên cho cái tuần của ngày 27 tháng 11 á, thì có 222.000 người là nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Đó. Và những cái người mà tiếp tục xin tiền trợ cấp thất nghiệp cho tính đến cái tuần mà ending ngày 20 tháng 11 đó quý vị là 1.956.000 người. Đó, thì cũng gần 2 triệu người xin tiền trợ cấp thất nghiệp, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái con số này nó giảm dần, mà giảm không có nhiều quý vị nha, giảm không có nhiều. Thì đó là một số cái nội dung mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị trong cái video này. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo, và Ngọc xin chúc quý vị sức khỏe, cầu mong mọi sự được bình an. Bye bye nào.